quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Trào lửa Trung Đông lại đang phải chứng kiến một điểm nóng xung đột mới giữa Iran và Pakistan. Ngày 18 tháng 1, quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là khủng bố ở Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ xảy ra ở đông nam nước này. Một số tên lửa phóng đi từ Pakistan đã rơi xuống một ngôi làng ở tỉnh biên giới Sistan-Baluchestan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran, đồng thời cho biết nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt. Truyền thông Pakistan cho biết nước này đã tấn công vào các đồn bốt của hai nhóm ly khai, là mặt trận giải phóng Balochistan và quân giải phóng Balochistan ở gần thành phố Saravan thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong. Động thái trên diễn ra sau khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công tương tự tại Pakistan vào hôm 17 tháng 1. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hai trẻ em thiệt mạng và ba trẻ khác bị thương trong vụ không kích bị họ mô tả là bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Pakistan sau đó còn triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Tehran tại Islamabad để phản đối hành vi vi phạm không phận của Pakistan một cách vô cớ. Bộ Ngoại giao Pakistan không cung cấp thêm thông tin về đợt tấn công này. Song, các tài khoản mạng xã hội Pakistan cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái được triển khai nhằm vào tỉnh Balochistan nằm dọc biên giới 1.000 km giữa hai nước. Ở Iran, có thông tin cho rằng đợt tấn công nêu trên nhằm phá hủy căn cứ của nhóm vũ trang người Sunni Saeed al-Adi. Tuy nhiên, thông tin về cuộc tấn công này nhanh chóng biến mất trên các phương tiện truyền thông Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo đã tiêu diệt một nhóm khủng bố có liên quan với nhóm Saeed al-Adi ở tỉnh Sistan-Baluchestan, đông nam nước này. Trên cổng thông tin chính thức SEPA News, IRGC tuyên bố nhóm khủng bố này được vũ trang tốt và đang tìm cách thực hiện các hành động khủng bố trong khu vực. Lực lượng biên phòng Iran đã tấn công nhóm trên tại làng Kastak, tỉnh Sistan-Baluchestan. Một phần tử khủng bố đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong khi các đối tượng còn lại của nhóm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong cuộc tấn công trên, Iran đã thu giữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược, chất nổ và thiết bị chế tạo bom được tàng trữ để âm mưu thực hiện các hành động phá hoại quy mô lớn trong khu vực. IRGC và lực lượng biên phòng Iran đã ngay lập tức truy lùng và bao vây những phần tử khủng bố đang bỏ trốn, cũng như đang thực thi các biện pháp cần thiết để triệt phá băng nhóm này. Iran và Pakistan từ lâu có mối quan hệ căng thẳng, chủ yếu do hoạt động của phe ly khai Baluchi và các nhóm vũ trang khác ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, đợt tấn công kể trên đánh dấu sự leo thang đáng kể trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân. Cuộc tấn công còn là dấu hiệu mới nhất về làn sóng bạo lực đang lan rộng và có thể vươn ra khỏi Trung Đông, trong bối cảnh khu vực này đang chứng kiến bất ổn gia tăng do xung đột Israel-Hamas. Đợt tấn công ở Pakistan diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Iran nã tên lửa vào Syria và Iraq nhằm đáp trả vụ đánh bom kép khiến hơn 80 người thiệt mạng ở thành phố Kerman, Iran hôm 3 tháng 1. Theo tờ New York Times, truyền thông nhà nước Iran đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Mohammad Zera Astiani, nói với các phóng viên sau cuộc họp nội các: "Chúng tôi là một cường quốc tên lửa trên thế giới. Cho dù họ muốn đe dọa Cộng hòa Hồi giáo Iran ở đâu, chúng tôi sẽ phản ứng, và phản ứng này chắc chắn sẽ tương xứng, cứng rắn và dứt khoát." Việc Iran thể hiện sức mạnh là để trấn an những nhân vật bảo thủ trong nước và các đồng minh quân sự ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo Israel, Mỹ cũng như các nhóm khủng bố rằng Iran sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Dư luận Iran đã vô cùng tức giận trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran, khiến nước này dường như dễ bị tổn thương và yêu cầu phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bất chấp các động thái và tuyên bố, Iran đã tránh để tình hình leo thang nghiêm trọng, tránh thổ lửa vào cuộc xung đột ngày càng gay gắt giữa Hamas và Israel. Các nhà phân tích cho rằng Iran muốn thực hiện các cuộc tấn công có tính toán cẩn trọng sao cho vừa thể hiện được sức mạnh mà không bị vướng vào cuộc chiến trực tiếp với Israel, Mỹ hoặc các đồng minh. Thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Lực lượng huy động nhân dân PMF cho biết thông tin trên, đồng thời quy trách nhiệm vụ tấn công cho Mỹ và Israel. Theo PMF, vụ tấn công còn khiến một số quan chức cấp cao của PMF thiệt mạng. Trong đó có chỉ huy phó Abu Mahdi al-Muhandis, Lầu Năm Góc đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết,
Sau vụ ám sát, căng thẳng Washington-Tehran bị đẩy lên đỉnh điểm khi Tehran cùng lực lượng do họ hậu thuẫn thực hiện các biện pháp trả đũa. Theo Times of Israel, Thiếu tướng Soleimani trong nhiều năm được xem là kiến trúc sư của phần lớn chính sách Iran tại Trung Đông. Trong đó, có nỗ lực đặt chân vào Syria cũng như công kích Israel, khiến ông trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của Mỹ và Israel. Trong khi đó, mặc dù là chỉ huy phó PMF, ông al-Muhandis được phần đông nhóm này xem như thủ lĩnh và có quan hệ thân thiết với Thiếu tướng Soleimani, người âm thầm chỉ huy hoạt động của lực lượng tinh nhuệ Quds trong suốt nhiều năm. Thiếu tướng Soleimani bắt đầu trở thành tâm điểm trong những năm gần đây khi thường xuyên xuất hiện bên cạnh lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng các nhà lãnh đạo Hồi giáo Shiite khác. Cách đây chưa lâu, trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn vào tháng 10 năm 2019, Thiếu tướng Soleimani khẳng định Israel từng nỗ lực ám sát ông và chỉ huy phong trào Hezbollah Lebanon được Iran hậu thuẫn Hassan Nasrallah hồi 2016. Thiếu tướng Soleimani từng bị đồn thiệt mạng nhiều lần, trong đó có một lần vào năm 2006 khi một chiếc máy bay rơi khiến nhiều quan chức quân sự Iran thiệt mạng ở Tây Bắc Iran và một lần vào năm 2012 trong một vụ đánh bom ở thủ đô Damascus, Syria. Lần gần đây hơn, tin đồn Thiếu tướng Soleimani thiệt mạng xuất hiện vào tháng 11 năm 2016 trong một chiến dịch quân sự ở thành phố Aleppo, Syria. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, vị thủ lĩnh Iran, tướng Qasem Soleimani đã bị quân đội Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ máy bay không người lái. Hôm 3 tháng 1 năm 2024, nhân kỷ niệm 4 năm tướng Soleimani bị ám sát, Iran đã tổ chức lễ tưởng niệm ông ở thành phố Kerman, đông nam Iran. Tuy nhiên, một loạt vụ đánh bom khủng bố liên tiếp đã nổ ra ngay gần mộ ông, khiến hàng trăm người tử vong. Hiện, vụ khủng bố vẫn đang được cập nhật tiếp về diễn biến và số người thiệt mạng. Ít nhất 103 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom gần mộ tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani đúng dịp 4 năm ngày ông bị ám sát. Kênh truyền hình IRIB cho biết, ngoài số người thiệt mạng, còn gần 200 người khác bị thương khi vụ nổ xảy ra lúc đám đông đang tụ tập gần nhà thờ Hồi giáo Saheb Anjaman ở thành phố Kerman thuộc tỉnh cùng tên ở đông nam Iran. Phó thống đốc Kerman nói rằng đây là vụ tấn công khủng bố, chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên đường. Hàng trăm người được cho là đang đi về phía ngôi mộ tướng Qasem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở nước láng giềng Iraq vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Liên tiếp hai vụ đánh bom đẫm máu xảy ra nhằm vào dòng người đang thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ ngày giỗ 4 năm của tướng Soleimani. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ahmed Vahidi cho biết, vụ nổ bom đầu tiên xảy ra khoảng 3 giờ chiều 3 tháng 1, vụ thứ hai sau đó 20 phút. Tướng Soleimani được coi là nhân vật quyền lực ở Iran. Thời điểm bị ám sát, ông là chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hoạt động ở nước ngoài. Ông phụ trách các nhiệm vụ bí mật của lực lượng Quds, bao gồm huấn luyện, tài trợ, vũ khí, tình báo và hỗ trợ hậu cần cho các chính phủ đồng minh và các nhóm vũ trang, bao gồm Hamas và Hezbollah. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã ra lệnh thực hiện vụ ám sát tướng Soleimani. Giới quan sát đánh giá, tướng Soleimani khi còn sống là người kiến tạo nên chính sách của Iran trên toàn khu vực. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.